hải tặc cầu các ngươi khác nhớ lại tiên bối miêu thần một cái nguy hiểm nam nhân nghe chọn bộ tại mê truyện audio com hải viên lịch một nghìn năm trăm hai mươi năm ngày mùng năm tháng năm hôm nay hải quân bản bộ bầu không khí cũng không tựa như dĩ vãng như vậy thiên không trong mây dày răng đầy từng cái hải quân bản bộ trung tướng trở lên quân hàm tướng lĩnh rối rít đều im lặng không lên tiếng hướng hải quân bản bộ cực kỳ bí mật phòng họp chạy tới nó trong có onigumo trung tướng momosagi trung tướng gap trung tướng vân vân bản bộ cao cấp tướng lĩnh mà hải quân bản bộ ba vị đại tướng cũng là không có vắng mặt toàn bộ hải quân bản bộ cực kỳ bí mật phòng họp làm trong đã ngồi đầy từng cái cao cấp tướng lĩnh những người này nếu là dốc toàn bộ ra nói đủ để thiêu phiên hai cái tứ hoàng đoan chư vị hôm nay triệu tập các ngươi tới là bởi vì thế giới chính phủ nhân viên nghiên cứu tại gold roger nhật ký trên lại có một cái phát hiện mới một cái cực kỳ phát hiện trọng đại ngồi ở chủ vị sengoku nguyên soái vẫn là một bộ nói năng thận trọng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hắn kia ngưng trọng ngữ khí khiến người không khỏi trong lòng căng thẳng chẳng lẽ là có đại sự gì cái xảy ra đại hải muốn vén lên tinh phong huyết vũ sao chỉ nghe Sengoku Nguyên Soái tiếp tục nói. Ngay tại 5 năm trước, thế giới chính phủ nhân viên tình báo, tại một nơi Roger chỗ ở cũ trong, phát hiện một quyển nhật ký, một quyển hải tặc vương nhật ký. Nó đúng trọng tâm định rất nhiều bí mật không có ghi chép, nhưng lại ghi chép chúng ta không biết bí văn, nhưng là gâu đê. Roger cực kỳ xảo trá, nhật ký đều là lấy mật mã ký hiệu kết cấu, trải qua hải quân bản bộ phá dịch giải mã, chúng ta phát hiện một cái cực kỳ tin tức trọng đại, nhật ký trên miêu tả. Gâu đê, Roger sở dĩ sẽ ra biển, đều là bởi vì một người nam nhân, một cái tên là Gutter Royer nam nhân, một cái. Nguy hiểm nam nhân, ắt xì hơi, đông hải, lốc tàu nào đó, khu phố nơi nào đó trong chỗ, một tên thanh niên không khỏi đánh một cái hát xì. Hắn hơi nghi hoặc không hiểu nhìn trong gương chính mình. Không khỏi buồn bực lẩm bẩm lẩm bẩm, cảm mạo không nên a, à, ta thể chất rất khó cảm mạo đi, thanh niên tên là Götter Royer, họ Ca Đức, danh lo. Bất quá đây là hắn đời này tên mà thôi. Hắn đời trước còn có một cái tên, là hắn là xuyên Việt giả. Năm nay mạo tự đã đã hơn 80 tuổi, nhưng mặt trong gương bên lo vẫn là một đầu tóc đen, trên mặt không có bất kỳ nếp nhăn, năm tháng tựa hồ đang trên người hắn không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn tuổi tác giống như bị cố định tại một cái giai đoạn. Vô luận thời gian như thế nào trôi qua, hắn vẫn là cùng 20 tuổi người trẻ tuổi không sai biệt lắm. Về phần tại sao sẽ từ như vậy hiện tượng xảy ra? Lo chỉ có thể đem loại này quỷ dị tình hình. Xưng là chính mình bàn tay vàng, không trách xuyên việt không có hệ thống. Hóa ra chính mình bàn tay vàng, nhưng thật ra là vĩnh bảo thanh xuân sao? Vẫn là trường sinh bất lão hoặc là bất lão bất tử cũng chính bởi vì loại này không cách nào già yếu tình hình lo thân thể kỹ năng một mực thuộc về lúc còn trẻ trạng thái tột cùng ngay cả tâm tính tinh thần cũng là cùng lúc còn trẻ không sai biệt lắm nhiều lắm là là vì người xử sự tương đối già dặn một chút dù sao cũng là sống lâu như thế a à. chỉ tiếc cùng với khác xuyên việt già cũng không một dạng Lo cũng không có sông ra quá lớn danh tiếng. Hắn danh tiếng nhất đỉnh phong thời điểm. Chính là tại hai mươi tuổi thời điểm. Lúc ấy lốc tao còn không giống bây giờ phồn hoa như vậy, khi đó lo là một cái sơn tặc đầu lĩnh, dưới tay ba mươi bốn mươi hào tiểu đệ, tại lúc ấy lốc tao cũng có thể gọi là một phương thổ bá chủ. Bình sinh làm qua để cho hắn cảm khái sự tình, chính là thu hải tặc vương gâu đê, Roger làm tiểu đệ. Chỉ bất quá khi đó gâu Roger. Còn là một mười ba bốn tuổi trẻ trâu. Mà còn, tên khốn kia Roger. Lúc ấy còn mai danh ẩn tính. Hắn dùng là dùng tên giả. Cho tới, lo căn bản cũng không biết hắn là tương lai hải tặc vương, khi đó hắn thậm chí không biết Roger thật sự tên là cái gì, đần độn thu đối phương làm tiểu đệ. Cho đến gâu Roger len lén ra biển, hơn nữa còn tại trên biển khơi sông ra danh tiếng lo mới kinh ngạc phát hiện năm đó tiểu đệ. Đặc biệt sao, lại là một hải tặc vương. Ai, cũng chính bởi vì biết được tên kia là hải tặc vương, ta mới thả bỏ trở thành sơn tặc vương ý tưởng. Đặc biệt sao nếu để cho người khác biết ta cùng Roger có loại quan hệ đó, đã từng là hải tặc vương lão đại, ta đây kết quả phỏng chừng so nguyên tắc ấy còn thảm hơn. Nhớ lại lúc còn trẻ các loại chuyện cũ, lo khóe miệng không khỏi hơi hơi co quắp thoáng cái lại chuyện này hắn cũng không dám lấy ra đi thổi phồng. Nếu không liền sẽ trở thành chúng chú mục. Lo lắc đầu một cái, cởi xuống áo choàng tắm, nhìn chăm chú trong gương bên chính mình, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nỉ non tự nói. tê giống ta đẹp trai như vậy lão đầu tử, thế giới trên duy nhất cái này một phần đi, trên người hắn cũng chẳng có bao nhiêu rõ ràng vết sẹo, nhưng từng cục bắp thịt chính là cạnh góc rõ ràng." dù là vẻn vẹn chỉ là dùng một đôi mắt thường đi xem đều có thể mơ hồ nhìn ra trong bắp thịt lực lượng hàm chứa loại kia lực lượng cuồng bão dù sao tu luyện hơn 80 năm a à, heo đều có thể sẽ lục thức đừng nói là người tính vẫn là tiếp tục khiêm tốn một chút cũng không có lúc còn trẻ dã tâm người đến già năm bất đắc dĩ ly rượu chát trong phao cẩu kỷ Lò nằm vào bồn tắm làm trong, cầm lên đặt ở bồn tắm bên cạnh một ly đỏ tươi rượu. Rất là Mỹ tư tư nhẹ nhàng nhấp một hớp. Thanh minh nạp hoạt động, sung 100 tặng 500 VIP điểm khoán. Thời gian hoạt động, ngày mùng 4 tháng 4 đến tháng ngày 6. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ Hải tắc cầu các người khác nhớ lại tiên bối miêu thần rock thời đại tàn đảng nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com căn cứ gold roger nhật ký trên phá dịch tình báo biết được cái kia tên là Royal nam nhân thần bí đã từng là hải tặc vương gold roger tiền nhiệm lão đại sengoku nguyên soái không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi những lời này khiến sở hữu hải quân cao cấp tướng lĩnh con ngươi co rụt lại không ít trung tướng trên mặt đều toát ra khó tin vẻ mặt ngay cả ba vị hải quân đại tướng cũng là mặt đầy kinh ngạc còn chưa chờ mọi người có ai mở miệng sengoku thanh âm tiếp tục vang lên ngữ khí như cũ nghiêm túc ngưng trọng căn cứ trong nhật ký bên ghi chép, tên là Gerter Royer Nam Nhân, năm nay hẳn đã hơn 80, gần 90 tuổi. Đối phương phải hay không phải còn sống, tạm thời không biết. Nhưng là loại nguy hiểm này cực kỳ nam nhân, một khi còn sống. Đây tuyệt đối là có thể so với hải tặc vương nhân vật thậm chí. So hải tặc vương càng nguy hiểm, bởi vì tại gâu đê. Roger tại trong nhật ký nói đến qua, đại bí bảo sở dĩ gọi One Piece đều là bởi vì bị hắn vị kia lão đại cũng chính là Gutter Royer dẫn dắt. Thậm chí hắn sở dĩ phải đem One Piece đưa vào Rapto cũng cùng Gutter Royer có liên quan, nhất định phải tra ra người nam nhân này còn sống hay không, CP tổ chức đã tại triển khai điều tra. Hải quân bản bộ không thể rơi ở phía sau chờ Sengoku những lời này sau khi nói xong, được gọi là Kizaru đại tướng, Bosalino, kiều chân bắt chéo, mặt đầy ngạc nhiên cùng hèn mọn. So Roger còn cao một bối phân quái vật A, à, đây chẳng phải là cùng vị Kirok không sai biệt lắm sao? Thật là đáng sợ nha, một bên, câu ra giả không suy tư gật đầu một cái, trầm giọng nói. Đúng là cái lão quái vật mà đổi thành một vị đại tướng Akainu Sakazuki chính là yên lặng không nói. Cũng không ai biết vị này thiết huyết đại tướng đang suy nghĩ gì. Cực kỳ bí mật bên trong phòng họp một mảnh mây đen tràn ngập. Ngưng trọng bầu không khí tràn đầy nơi này, tràn đầy từng cái xó xỉnh, để cho lòng người căng lên, khiến người vẻ mặt ngưng trọng đối phương có thể là cùng Rock không khác nhau chút nào tồn tại, Rock là người nào chắc hẳn các ngươi đều biết. Dù là các ngươi phần lớn không cùng vị kia đã từng bá chủ trên biển tiếp xúc qua, nhưng khẳng định cũng nghe qua đối phương danh tiếng. Bây giờ tứ hoàng dâu trắng, cai đô, bích mầm, cùng với chạy ra khỏi impel đao đến nay chút nào không tin tức kim sư tử, đều là hắn bộ hạ một mực không có đến chính hình hải quân anh hùng gặp trung tướng, bây giờ cũng là khó có được mặt đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc. Thanh âm hắn truyền vào tất cả mọi người bên tai. Roger từng là cái kia tên là Gutter Royer bộ hạ, đủ để chứng minh cái kia tên là Gutter Royer nam nhân, tuyệt đối sẽ không kém hơn Rock cáp thanh âm khiến không ít trung tướng hô hấp hơi chậm lại, rock loại này rất lâu trước bá chủ trên biển, bọn họ có chút tuổi trẻ, trung niên đồng lứa hải quân, xác thực chưa có tiếp xúc qua. Nhưng là tại hải quân bản bộ ngốc lâu như vậy, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua đối phương danh tiếng. Đây chính là một vị không thua gì với hải tặc vương đại hải bá chủ. Dù là đối phương cũng không có, hải tặc vương loại này tôn sơn nhưng là đại hải bá chủ cái này danh sơn. không thấy được so hải tặc vương kém có thể cùng rock sánh bằng thời đại trước lão quái vật lại còn tồn tại một vị nếu như đối phương đã chết già đó còn dễ nói chỉ khi nào đối phương còn sống nói đại hải không bình tĩnh a à. götter royer một cái bình thường không có gì lạ tên một cái chưa từng nghe qua tên vào giờ khắc này trở thành hải quân bản bộ, thậm chí còn thế giới chính phủ trong lòng trên một cái xương mù, một cái khó mà vung đi xương mù. Sengoku tiên sinh, nếu đối phương là không thua gì với Rock tồn tại, chúng ta muốn ban bố lệnh treo giải thưởng sao, hải quân bản bộ trung tướng Onigumo, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Sengoku trầm giọng trả lời một câu thế giới chính phủ bên kia, đã ban bố lệnh treo giải thưởng, Gerter Royer, treo giải thưởng kim, 20 ức berry. 20, 20 ức berry. Hí, cái này, cái này, chuyện này. Cái này cũng sắp muốn đuổi trên tân thế giới tứ hoàng treo giải thưởng. Đối mặt một cái không biết là có hay không còn sống sót thời đại trước tàn đảng. Đáng giá dùng kinh khủng như vậy số lượng đi treo giải thưởng sao? Đối phương nếu là Rock thời đại người, phải có 8, 90 tuổi đi, có phải hay không quá khoa trương a? Dù Onigumo là Hải quân bản bộ phái chủ chiến tướng lĩnh, hắn cũng là mặt đầy không dám tin. Bất quá mấy con số này là từ Sengoku nguyên soái miệng trong nói ra. Nói cách khác 20 ức berry cái này treo giải thưởng số lượng. Cũng không phải là Sengoku nguyên soái lung tung nói ra thế giới chính phủ thật lấy 20 ức berry, treo giải thưởng cái kia Gutter Royer. Đây thật là đại thủ bút, mà còn cái này cũng từ một mặt mặt bên nói rõ. Thế giới chính phủ đối những kia thời đại trước tàn đảng, đến cùng có bao nhiêu kiêng kỵ. Thời đại kia người, thật như vậy kinh khủng. Thanh minh nạp hoạt động, sung 100 tặng 500 VIP điểm khoán. Thời gian hoạt động. Ngày mùng 4 tháng 4 đến tháng ngày 6. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tứ. Hải tặc, cầu các ngươi khác nhớ lại tiên bối Miêu Thần treo giải thưởng 20 ức. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com thế giới chính phủ động tác vô cùng nhanh, tại qua không tới 3 ngày thời gian sau đó, có quan hệ với lo một tấm lệnh treo giải thưởng, liền truyền tới tứ hải trong, nhỏ yếu nhất, đông hải, bên trong. Lốc tàu thân là đông hải số một số hai đại thành trấn một trong, dĩ nhiên là đầy phố đều có dán lệnh treo giải thưởng. Thân là lốc tàu hải quân chi bộ đương nhiệm chi bộ thượng tá. Smoker tay trung chính bưng một tấm lệnh treo giải thưởng còn có thể loáng thoáng ngửi được lệnh treo giải thưởng trên. Ngửi được một cổ rất hoàn toàn mới mực in mùi. Hiển nhiên đây là mới vừa in ra. Thậm chí còn có loại ấm áp xúc cảm. Gutter Royer, smoker ngậm hai căn to lớn xì gà, khói xanh lượn lờ theo gương mặt hiện lên, hắn cũng không sợ khói sẽ sông liếc trong mắt, hoặc có lẽ là thân là yên vụ quả thực năng lực giả hắn. Cũng không sợ bất kỳ khói mù. Smoker chân mày chậm rãi nhíu lại, biểu tình có chút khó coi, tự nhủ. Ngay cả một tấm hình cũng không có, chỉ có một tên cùng 20 ức treo giải thưởng, thế giới chính phủ đây là đang làm gì, là Thế giới chính phủ ban bố đi ra tấm này lệnh treo giải thưởng, mặc dù có làm người ta trố mắt nghẹn họng tiền thưởng. Cũng có một cái xem ra không có cái gì đặc thù tên, nhưng lại hàng ngày là không có một tấm đáng tin hình thậm chí ngay cả vẽ ra tới bức họa cũng không có. Chỉ bằng dựa vào như vậy một tấm lệnh treo giải thưởng. Vậy làm sao khiến người đi bắt người, tìm người? Hừ, nhất định chính là đang quấy rối. Smoker mặc dù không biết Gutter Royer là nhóm thần tiên nào, nhưng là thế giới chính phủ loại thái độ này làm cho hắn rất khó chịu. Bởi vì chỉ có một tên lệnh treo giải thưởng, quá dễ dàng khiến những kia thợ săn tiền thưởng tổn thương người vô tội. Gutter Royal cũng không phải cái gì hiếm tên, trên cái thế giới này không biết bao nhiêu người đều gọi là danh tự này. Một tấm cũng chỉ có tên lệnh treo giải thưởng, chẳng lẽ thế giới chính phủ là nghĩ đem thế giới trên sở hữu gọi Gutter Royal, người bắt lại. Còn là nói đem gọi danh tự này người toàn bộ giết chết. Đã sớm biết thế giới chính phủ lý đều là người bảo thủ, hiện tại Smoker càng là kiến thức rõ ràng hơn loại này xử lý sự tình cách thức cũng chỉ có thế giới chính phủ mới bị có thể làm ra loại này mê muội thao tác căn bản là không để ý tới người bình thường a à, thà giết lầm một trăm cái cũng không bỏ qua một cái sao đồng thời smoker trong lòng cũng hết sức tò mò cái này lo đến cùng người nào thế giới chính phủ vậy mà coi trọng như vậy thậm chí không tiếc đối với hắn đại động can qua hơn nữa, ngay cả thế giới chính phủ mạng lưới tình báo cũng không biết đối phương tướng mạo là cái gì dạng. Chỉ có thể nói lệnh treo giải thưởng trên cái này người. So bất luận kẻ nào đều muốn thần bí vạn phần. Có thể là nhân vật nguy hiểm. Hiện tại Smoker vẻn vẹn chẳng qua là chi bộ thượng tá quân hàm, dù là hắn là hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả, dù là hắn và Aokiji đại tướng quan hệ coi như không tệ cũng không thể chối hắn là chi bộ thượng tá sự thật. Lấy hắn cái này quân hàm có quyền hạn, căn bản là không đủ để có thể biết quá nhiều tin tức hữu dụng. Giống Gutter Royer thân phận loại chuyện này, dù là thế giới chính phủ đều là hiểu biết lơ mơ. Chớ nói chi là hắn Smoker thượng tá. Smoker ánh mắt đặt ở lệnh treo giải thưởng bên dưới một hàng chữ, hơn nữa một chữ một cái, thấp giọng đọc lên tới tội phạm tuổi tác hư hư thực thực tại 80 tuổi tương đương 90 tuổi giữa, hư hư thực thực nam tính, hư hư thực thực đông hải xuất thân. Thế nào đều là hư hư thực thực? Chỉ là hư hư thực thực liền ban bố 20 ức tiền thưởng lệnh treo giải thưởng. Lốc tao một cái thanh lãnh trên đường phố, lo tay phải mang theo một cái bình thủy, tay trái sách một giỏ mới vừa mua thức ăn, hư chỉ có người địa cầu mới biết tiểu khúc đang chuẩn bị về nhà nấu cơm bất quá tại hắn đi ngang qua con đường này thời điểm chợt phát hiện trong ngày thường rất thanh lãnh đường phố bây giờ nhìn lại thật giống như so lúc trước náo nhiệt rất nhiều những kia hậu sinh tử vây ở nơi đó làm gì một hai ba mười vị mấy hai mươi ức berry treo giải thưởng trời ạ à, thất vũ hải cũng bất quá như thế đi cái này đã sắp vượt qua tứ hoàng treo giải thưởng kim a tứ hoàng cái kia Tứ Hoàng là vật gì, ngươi chẳng lẽ không xem báo sao? Tứ Hoàng là hiện nay thế giới trên cường đại nhất bốn cái đại hải tặc T. 20 ức tiền thưởng. Khó tin, nếu như cầm cái này đầu người, đừng nói đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa, lão tử đều áo cơm không lo, ha 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 ha. Ngươi, em đi, ta thế nào, không thể tưởng tượng nổi. Nghe đám người kia tiếng nghị luận, lo không khỏi kinh ngạc, 20 ức berry treo giải thưởng. Người nào 20 ức berry treo giải thưởng? Dâu đen, không đúng, hiện tại cuộc chiến thượng đỉnh còn chưa mở mở, từ đâu tới dâu đen 20 ức treo giải thưởng? Đến mức dâu trắng, đô những người đó lo liền không có đi bên kia nghĩ, bởi vì bọn họ vốn là đã sớm nổi danh mà còn treo giải thưởng đây chính là ba bốn tỷ cất bước hai mươi ức chẳng qua chỉ là bọn họ treo giải thưởng một nửa chẳng lẽ trên biển khơi mới ra quái vật gì tân nhân lo hiếu kỳ đi tới ánh mắt liếc mắt tấm kia dán vào trên vách tường lệnh treo giải thưởng hắn nhướng mày một cái không có hình sau đó hắn liền thấy lệnh treo giải thưởng trên chữ đó là một cái tên Götter royer Thanh Minh nạp hoạt động sung 100 tặng 500 VIP điểm khoán. Thời gian hoạt động, ngày mùng 4 tháng 4 đến tháng ngày 6. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Hải tạc, cầu các người khác nhớ lại tiên bối miêu thần thảo một chồng trọt vật. Nghe chọn bộ tại mê audio com đại hải trình, quần đảo Sa Bao Đi, một tên tóc bạc trắng độ mang tượng, ngẩng đầu nhìn trên trời quanh quẩn một cái tân văn điều. Hắn thả tay xuống trong hoàn thành đến một nửa công việc, hướng về phía cái kia tân văn điều ngoác ngoác tay. Hình thể to mập tân văn điều gặp thôi, một cái lao xuống bay xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Cái này tân văn điều hình thể tựa như cùng một cái khổng tước. Thậm chí so với bình thường khổng tước còn muốn mập mạp một chút nhỏ một đôi con ngươi màu đen vô cùng linh động nhanh trí. Nó hiển nhiên là có không kém trí tuệ. Ừ, 200 berry. Tên này tóc bạc độ màng tượng, đem hai tấm 100 mệnh giá tiền giấy, nhét vào tân văn điểu đựng tiền trong túi bên, sau đó lại lần nữa ngửi chim ba lô trên người, lấy ra một phần xếp báo chí. Thiêu đốt một điếu thuốc, ôm một phần báo chí xem một lát sau, đầu đầy ngân hoa tóc trắng độ màng tượng bỗng nhiên sừng sốt một chút. Gutter Royer, 20 ức Berry. Danh tự này, thật giống như ở nơi nào nghe nói qua tựa như, đã là về hưu ẩn cư trạng Thái Minh Vương Rayleigh lông mày nhướn lên. 20 ức Berry treo giải thưởng kim gia hòa cũng không cho khinh thường. Dù là hiện tại treo giải thưởng kim phổ biến có chút hư cao. Nhưng nếu có thể được treo giải thưởng 20 ức Berry. Vậy đã nói rõ bị treo giải thưởng cái kia người thực lực đạt được một loại trình độ. Vậy mà không có hình sao, Rayleigh lắc đầu một cái, ngậm một điếu thuốc, bật cười nói. Quả nhiên, thế giới chính phủ tác phong như cũ như thế, chắc hẳn đây là ngũ lão tinh thủ bút, Royer. T, danh tự này, ta ở đâu nghe nói qua tới, trong lúc nhất thời lại có chút không nhớ nổi, hình như là rất xa xưa tên đi. Rayleigh trầm tư một phen, nhưng cái gì đều muốn không đứng lên, chỉ có thể vứt bỏ hồi ức chuyện cũ động tác. Mà còn chính mình hiện tại cũng đã là về hưu trạng thái. Sớm thì không phải là năm đó Minh Vương Rayley có mới đại nhân vật xuất hiện, cũng không mắc mớ gì tới hắn. Đại hải trình nửa đoạn sau cũng chính là bị thế nhân xưng là tân thế giới, trong hải vực thân là tứ hoàng đoàn một trong băng hải tặc dâu trắng chỗ ở trong một cái cả người quanh quần ngọn lửa màu xanh lam bất tử điểu từ nơi không xa chân trời bay thẳng mà tới. Quanh quần hỏa diễm bất tử điểu rơi vào một chiếc to lớn thuyền hạm trên. Hóa thành một tên đỡ lấy đầu dứa kiểu tóc nam nhân. Nam nhân tuổi tác ước chừng hơn 40 tuổi. Chính là băng hải tặc dâu trắng. Đệ nhất phiên đội đội trưởng, Marco. Bố già. Marco từ trên trời hạ xuống, tay trong cũng không phải là rỗng tuếch, mà là nắm một phần bị hắn cuộn tròn có chút phát mặt nhăn lệnh treo giải thưởng, trên mặt mang theo chút tươi cười. Đem lệnh treo giải thưởng mở ra, nói: "Bố già, lần này trên biển khơi thật giống như lại xuất hiện một vị không được nhân vật a." À. Marco phía trước ngồi ngay thẳng một tên tiểu cự nhân, đối phương thân cao chừng chớ 6 mét nhiều một thân vô cùng điêu luyện khổng lồ bắp thịt làm lòng người thần phát sợ. Đây là một cái trên biển khơi còn sống truyền kỳ. Thế giới trên cường đại nhất nam nhân. Edward, ước cái đặc, dầu trắng, cô lạp 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 lạp. Không được nhân vật, cũng đừng lại là loại kia mới ra đời, không biết trời cao đất rộng tiểu oa oa, cô lạp 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 lạp. Marco, người này treo giải thưởng kim là bao nhiêu? Dâu trắng mặc dù trên người cắm các loại ống truyền dịch, nhưng trên mặt lại mang theo một loại tự tin phóng khoáng tươi cười. Phảng phất trên người những kia ám thương căn bản không đủ để ảnh hưởng hắn như vậy. Chỉ nghe dâu trắng thanh âm tiếp tục vang lên, nếu như người này tiền thưởng đủ cao, thực lực miễn cưỡng, nhân phẩm tạm được nói, không chừng lão phu còn sẽ thu hắn làm nhi tử, cô lạp 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 lạp. Marco cười khổ một tiếng, bố già hắn vẫn đổi không thích thu nhi từ bệnh cũ A, mà còn chính mình thật giống như người được ném đi ném mùi rượu. Bố già hắn nên sẽ không lại uống rượu đi. Marco khóe miệng giật một cái, vội vàng lắc đầu một cái, ngược không đầu nghĩ bậy, hắn trả lời nói. Bố già người này tiền thưởng, có chút cao vượt quá bình thường, lúc trước cho tới bây giờ không có nghe nói qua trên biển khơi có nhân vật như thế, hẳn là lần thứ nhất bị treo giải thưởng. Tên hắn gọi Gerter Royer, hẳn không phải là chúng ta quen thuộc những kia đại hải tặc thế giới chính phủ tiêu suất treo giải thưởng kim. Là 20 ức berry. Marco thanh âm khiến dâu trắng tê cười đột nhiên một trận. Dâu trắng một đôi lông mày không nhịn được chậm rãi nhíu lại dù sao 20 ức berry không phải một số lượng nhỏ. Có thể để cho thế giới chính phủ treo giải thưởng 20 ức berry. Nhưng là Gutter Royer danh tự này. Căn bản cũng không có nghe nói qua a. À. Dầu trắng hơi chút khiêm tốn một chút phóng khoáng tươi cười, một ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế, yên lặng mấy giây, phóng khoáng tiếng cười vang lên lần nữa cô lạp 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 lạp, nhìn dáng dấp mảnh này đại hải, lại muốn náo nhiệt lên a à? thế giới chính phủ cũng không sẽ không lý do cho một cái người bình thường treo giải thưởng 20 ức a. À? Băng hải tặc tóc đỏ, bích mầm băng hải tặc, băng hải tặc bách thú, giờ ma 66, Red Rosa vương quốc tổ chức Baroque. Từng cái đại hải trình trên thế lực lớn, đều nhìn thấy thế giới chính phủ ban bố lệnh treo giải thưởng không ít đại nhân vật cũng đối cái này 20 ức berry treo giải thưởng. Cùng với không có hình lệnh treo giải thưởng cảm thấy kinh ngạc. Cũng có người đối với cái này cảm thấy vô cùng khinh thường. Cho là thế giới chính phủ đang làm âm mưu. Mà thân là chính chủ lo. Chỉ nói một chữ. Thảo. PS. Cầu hoa tươi. Cầu phiếu đánh giá. Cầu cất giữ. Cầu bình luận. Các ngươi đều ủng hộ chính là tác giả lớn nhất động lực thương các ngươi, sao sao đát. Tác giả hải tặc lão luyện, không cho phép ngươi nhóm xem qua hải tặc đồng nhân, có hai ba vốn là ta viết, hắc 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 tương đương thanh minh nạp hoạt động, sung 100 tặng 500 VIP điểm khoán. Thời gian hoạt động, ngày mùng 4 tháng 4 đến tháng ngày 6. Hải tặc, cầu các ngươi khác nhớ lại đổi mới quy tắc cùng nói rõ, phải nhìn nha tương đương. Thượng giá một ngày trước đổi mới hẳn tại 10.000 chữ cái này trên dưới thấp thòm. Mỗi ngày đại khái là tập trung ở buổi chiều đổi mới cùng với buổi tối đổi mới. Mỗi nhiều 3.000 hoa tươi thêm một canh. Mỗi nhiều 500 phiếu đánh giá thêm một canh. Mỗi nhiều 5 người khen thưởng thêm một canh. Mỗi nhiều 20 phiếu hàng tháng thêm một canh thêm chương quy tắc thiếu chương hồi, sẽ ở thượng giá chương hồi từng cái bổ sung, không cần hoài nghi ta có thể hay không bổ sung, đã từng ta cũng là một ngày mã hai vạn chữ người. Xiên sẽ eo thanh minh nạp hoạt động, sung 100 tặng 500 VIP điểm khoán. Thời gian hoạt động, ngày mùng 4 tháng 4 đến tháng ngày 6. Hải tạc, cầu các người khác nhớ lại tiên bối miêu thần lão nhân ra ta dễ dàng sao ta nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com không phải lo không có văn hóa nói thế nào hắn đã từng cũng là chính quy trình độ học vấn tại hải tặc vương thế giới cũng đọc qua không ít sách dù sao tại nơi này không có phim truyền hình không có phim hoạt hình thế giới đọc sách là ít có có thể tiêu khiển chuyện lý thú mà là hắn hiện tại nội tâm vô cùng hỗn loạn loạn đến khiến hắn có chút mặt đầy mộng bức cảm giác hắn trực lăng lăng nhìn lệnh treo giải thưởng hơn mấy cái chữ thể tên mình chính chính đương đương bị viết ở phía trên hơn nữa còn bị treo giải thưởng hai mươi ức berry nội tâm trong thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một chữ thảo lo tâm trong còn sót lại duy nhất một tí ti may mắn tâm lý vạn nhất vạn nhất chỉ là trùng tên trùng họ đây vạn nhất lệnh treo giải thưởng trên goethe royer là do người khác đây dù sao mình danh tự này chưa tính là đặc biệt hiếm. Có trùng tên trùng họ cũng là rất bình thường nha. Nhưng mà, làm hắn nhích tới gần. Thấy lệnh treo giải thưởng trên. kia một hàng chữ nhỏ. Hư hư thực thực tội phạm tuổi tác hư hư thực thực tại 80 tuổi tương đương 90 tuổi giữa, hư hư thực thực nam tính, hư hư thực thực đông hải xuất thân. Một chuyến này chữ nhỏ nhìn đến lò khuôn mặt đều thiếu chút nữa lục. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chuyện mình phát, trẻ tuổi làm sơn tặc sự tích bại lộ, nhưng nghĩ lại lại không đúng. Dù là chính mình từng là sơn tặc, cũng không phải như vậy đi. Treo giải thưởng 20 ức Berry, người nào chịu nổi à, chờ một chút, chẳng lẽ lo trong đầu xuất hiện ra một cái theo đuôi cái tên kia năm đó tự xưng zero là năm đó hắn làm sơn tặc lúc thu tiểu đệ cái kia tiểu đệ thể thuật thiên phú kiếm thuật thiên phú đều tốt vô cùng có thể nói được là toàn bộ sơn tặc đoàn kim bài đà thủ có thể nói đôi hoa hồng côn loại kia chỉ tiếc tiểu tử kia sau đó len lén chạy đi ra biển hơn nữa tại trên biển khơi còn dương danh lập vạn cũng đang bởi vì tiểu tử kia nổi danh Lo mới kinh ngạc biết được, đối phương căn bản không gọi Zero, mà gọi là Gold D, Roger. Cho nên chuyện này bị người ta biết, mà còn những kia biết người, là thế giới chính phủ người. Lo bình thường không thích dùng đầu óc, cũng không đại biểu hắn chỉ số thông minh có vấn đề, liên lạc chính mình đã từng, huy hoàng, thanh xuân. Nhìn thêm chút nữa trước mắt cái này một tấm lệnh treo giải thưởng, một fan truyền tiếp như vậy phân tích sau đó hắn trên căn bản liền có thể xác định, thế giới chính phủ xác nhận rõ nói chính mình từng là gâu Roger lão đại. Đương nhiên hắn chỉ là Roger ra biển trước lão đại, một điểm này cũng không biết thế giới chính phủ có biết hay không. Nghĩ thông suốt sau, lo liếc mắt tấm kia không có hình lệnh treo giải thưởng, khóe miệng lướt trên một vòng trứng đau vẻ. Sau đó không để lại dấu vết đem đè thấp mũ. Yên lặng hướng nhà mình phương hướng đi tới. Haki quan sát trong nháy mắt phô triển ra, cảnh giác chung quanh mỗi một người, thiếu chút nữa thì cẩn thận mỗi bước đi, thế giới chính phủ bao lớn năng lượng, thân là xuyên việt giả lo, có thể không biết sao. Vẹn vẹn là thế giới chính phủ dưới quyền Hải quân bản bộ cùng với ở vào các nơi Hải quân chi bộ, cũng đủ để ngăn được cái này đại hải tặc thời đại. Chớ đừng nhắc tới bọn họ còn có một CP tổ chức cùng với một tiền giấy thiên long nhân. Thật muốn liều sống liều chết nói. Tân thế giới tứ hoàng toàn bộ cộng lại, cũng không biết có thể hay không đánh thắng được thế giới chính phủ. Thật để cho lo làm ra một lựa chọn nói, hắn tình nguyện đi trêu chọc tân thế giới cái kia dâu trắng. Không đúng đúng, tiểu hài tử mới sẽ làm lựa chọn. Người trẻ tuổi mới sẽ chọn tất cả muốn. Hắn một cái hơn 80 người lớn tuổi. Đương nhiên là lựa chọn đều không chọc thế sự khó liệu a à. lo tại lốc tàu các điều hẻo lánh đường phố nhiễu tầm vài vòng mới rốt cục trở lại nhà mình trong mục đích là vì xác định phía sau mình không có đuổi theo cái gì cái đuôi nhỏ thế giới chính phủ ngành tình báo vẫn là rất kinh khủng ngay cả hắn là gowd roger tiền nhiệm boss loại chuyện này đều biết vạn nhất đối phương còn biết chính mình ở tại lốc tàu đây thật vất vả qua già về hưu sinh hoạt Dĩ nhiên cũng làm như vậy chọc phải đại phiền toái. Đương nhiên, chính mình tuổi tác không khỏi bị dừng lại tại nào đó một cái thời gian ngừng, hắn cũng không biết chính mình khi nào mới tính tới già, khả năng mấy trăm năm sau. Có lẽ là hơn mấy ngàn năm sau đó. Lò đem cửa phòng khóa toàn bộ khóa lại, dù là biết đối với cường người mà nói chẳng qua chỉ là một cước đạp chuyện xấu. Nhưng là toàn bộ khóa lại luôn có thể mang đến ném ném an tâm cảm giác, 20 ức Berry a, Golde Roger ngươi cái tiểu khốn kiếp cũng làm lão đại ngươi ta hại chết. Lo hận không được đem Roger từ trong mộ đào đi ra. Sau đó đem hắn xương cầm đi cho chó ăn. Cái này Ni Mạ Hố so a, à, cái này làm sao giờ? Cùng thế giới chính phủ là địch. T, một cái hải quân đại tướng ta khả năng còn chịu nổi nhưng đặc biệt sao vẻn vẹn là hải quân bản bộ liền có ba cái đại tướng hai cái dự bị đại tướng một cái anh hùng trung tướng một cái hải quân nguyên soái sớm biết như vậy ta nên trước tiên đem ngươi cho lục lo chậm rãi hít sâu một hơi cố gắng kiềm chế ở đào mộ phần xung động và lại hắn cũng không biết roger chôn cất kia vô cùng có khả năng đã bị thế giới chính phủ giải phẫu đi muốn không đi cùng thế giới chính phủ giải thích một chút Bất quá ngũ lão tinh thật giống như không phải loại kia. Có thể nghe vào một cái lão sơn tặc giải thích người đi. Chủ yếu là tuổi tác lớn a, lúc còn trẻ dã tâm đều không còn sót lại chút gì. Thanh minh nạp hoạt động, sung 100 tặng 500 VIP điểm khoán. Thời gian hoạt động, ngày mùng 4 tháng 4 đến tháng ngày 6. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác? hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tứ